Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón một trong những khách mời đặc biệt nhất trong tối nay, mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng đang rất chờ đợi, một ngôi sao sân khấu cải lương được khán giả rất là yêu thích, anh hai của em gái Hồng Loan đầy yêu thương. Mời quý vị chúng ta cùng chào đón ngôi sao sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Lên đó thì cho Vũ Luân xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã đến ủng hộ cho chương trình đêm nay thật là dễ thương, và những tràng pháo tay thân thương tất cả quý vị đã dành tặng cho tất cả nền nghệ sĩ chúng tôi. Một lần nữa xin tri ân và cảm ơn tất cả những tình thương mà quý vị đã dành tặng ạ. Và bây giờ Vũ Luân sẽ hát tặng cho tất cả quý vị bài hát Áo Mới Cà Mau, sáng tác của Thanh Sơn. Mời quý vị. Cảm ơn những tràng pháo tay thân thương tất cả quý vị đã dành tặng cho Vũ Luân. Và bây giờ Vũ Luân sẽ hát tặng cho tất cả quý vị một lớp trích đoạn rất nổi tiếng được mang tên Lương Sơn Bá Chúc Anh. Mưa gió đây
được kỷ niệm năm xưa ngã ba đường làm sơn tiểu lầu. Kỷ giờ còn đây người xưa còn đó, mà giờ đây ta đành thiện biệt người yêu cất bước theo chồng. Vốn hoàng vừa sáng giờ nên hình đôi bóng cười chào hồn qua ý nhạc lời thơ ai nhìn ba đường còn thương cây nhớ cội người xa người tội lắm người ơi mà rằng không biết thì tôi biết rồi mỗi nghe mỗi dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Và Vũ Luân xin phép được chia tay cùng tất cả quý vị. Kính chúc quý vị ở lại có một buổi tối thật là vui, bởi vì bên trong còn luôn biến mình như còn 3-4 tiết mục rất là đặc biệt luôn đang chờ những tiếng vỗ tay của tất cả quý vị. Thôi thì thời gian cũng có hạn, Luân cũng xin phép được chúc cho tất cả quý vị nơi đây có một buổi tối trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc và trọn năm làm ăn phát tài. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ Luân. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay để ủng hộ cho Hồng Loan, em gái của mình. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị khán giả.